Dạ, con xin cảm ơn cộng đoàn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn trẻ đã vỗ tay rất là to. Dạ, Hiền Thục cảm thấy rất là vui và hạnh phúc khi mà khi hát một bài hát đầu tiên mà đã được tất cả mọi người vỗ tay ủng hộ nhiệt tình như vậy. Và chỉ có một lý do mà thôi. Những người mà làm công tác như Hiền Thục đây là những người biểu diễn trên sân khấu như Hiền Thục, như là anh Tân hay là anh Thanh Sử, đều là những người được Chúa yêu thương một cách đặc biệt, Chúa ban cho giọng hát, cho nên có bổn phận phải mang giọng hát đến cho tất cả mọi người cùng nghe. Dạ, vậy mọi người đã biết tên con chưa ạ? Con tên gì? Dạ, con không phải tên Hiền Thục, tên con là Maria Magdalena. Dạ, Maria Magdalena xin chào tất cả. Mà hình như con nghe nói thánh nữ Maria Magdalena là đẹp lắm đó. Dạ, tiếp theo xin gửi đến một ca khúc rất mới, cũng là một ca khúc của nhạc sĩ Lê Đức Hùng. Và bài hát này xin phép cộng đoàn, vì đã là một bài hát mới thì tất cả mọi người chưa ngấm và chưa biết được nhiều, cho nên nếu mà con hát dở thì cũng ráng vỗ tay cho con vui ạ. Bài hát được mang tên Xin Lỗi Chúa. Xin mời quý vị cùng nghe. Chót lưỡi đầu môi, con từng sống phục vụ mà tính toán số đo, miệng nói lời bao dung mà lòng vẫn còn chấp nhận. Dạ muốn sống khiêm nhu nhưng môi vẫn rêu rao kể công, con chỉ sống theo sở thích riêng con mà thôi. Khi vừa ý đắt lòng thì con mới cho đi, khi nhàn rỗi thuận lợi thì mới phục vụ hy sinh, khi được đề cao trọng vọng con mới xả thân vì Ngài. Xin cùng gửi
rộng lòng bao.